tôm xào tỏi có độc. Không lẽ anh định giết chết em hay sao hả? Không phải. Sao anh rể lại tới vào giờ này? Ở đây cứ để em lo cho. Anh đối phó với anh rể đi. Xin mi đâu? Anh lấy cái cưa qua đây. Cưa nhỏ hết những gì có thể và đem đi bỏ như rác thông thường. Cầm lấy cái này. Anh phải dùng thuốc tẩy chùi rửa thật kỹ vào. Không sao đâu.